Em chào các anh, em sở sát thanh lý mà cái con máy công suất của Onkyo nhé, con này là con 7GX. Con này vẫn lên nguồn này. Đấy. Con nút bấm thì vẫn ok. Đấy. Con nút bấm input nên biết các thứ ok. Ra vào đĩa ok, MD, MD là hình như là bấm ở đây MD nó đang không có đĩa, không có đĩa nó không bấm play được nhé. Đấy. Nhưng mà MD, MD là đây, vẫn hiện đầy đủ. Đấy. Có điều là như thế này. Đây. Cái volume này nó hỏng hay sao ấy. Này, bạn hết cỡ thì nó mới có gọi là ngo ngoe có một tí tiếng các bác này. Đấy. Nhá. Đấy thì em bán xả thanh lý cho các bác luôn là đi 490 bác, để các bác về các bác kiểm tra nó bị làm sao thì các bác sửa đi nhá. Có thể là cái chân AV này nó bị nỏng này. Có thể là có một cái gì đấy trong đây nó nỏng, nó dẫn đến cái việc là tín hiệu nó ra nó chưa khỏe này. Có thể là volume này nó bị ấy thì là mình bỏ ra mình kiểm tra mình thử thử ấy xem nhé. Này. Đấy. Cái vặn vặn này thi thoảng nó cứ khi sẹt 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 này. Các bác thấy tiếng nó vẫn ra. Nhưng mà nó bé nhé. Đấy. Tín hiệu vào vẫn có này. Đấy. Thì các bác về các bác tự kiểm tra trang bị cái gì nhá. Đấy, anh em thợ về nghịch ngợm xem sao. Đấy, 490k các con này bán xả thanh lý hết rồi. Nên là bác nào mua thì ơi nhá, bán lỗ rồi. Đấy, bán lỗ rồi đấy. Bình thường những con này mà chạy ngon là em bán 890.000 này, 900.000 này. Con này bán 490 thôi. Này, bán lỗ luôn nhá. Thì bác nào mua thì alo em nhé. Em xin chào các bác, xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em nhé.